thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11, nhiệm kỳ 2021-2026. Vừa qua, Tổ đại biểu số 6 Hội đồng Nhân dân huyện đã có buổi tiếp xúc với cử tri tại bản Nậm Xẻ, xã Trung Trải và bản Nậm Ô, xã Nậm Ban. Tham dự buổi tiếp xúc có đồng chí Vũ Tiến Hóa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo phòng tư pháp huyện, tổ chức hội, đoàn thể và đơn vị có liên quan của hai xã. Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu số 6 Hội đồng Nhân dân huyện đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm năm 2023 của huyện. Thông báo đến đại diện cử tri kết quả của kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 3, nhiệm kỳ 2021-2026 và kết quả giải quyết trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp. Phát biểu ý kiến kiến nghị tại buổi tiếp xúc, cử tri hai xã Trung Trải và Nậm Ban đã bày tỏ vui mừng phấn khởi trước những kết quả mà huyện đạt được trong phát triển kinh tế xã hội thời gian qua. Trong không khí dân chủ thẳng thắn, cử tri hai xã đã kiến nghị tới Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện một số nội dung như đối với bản Nậm Xẻ, xã Trung Trải, cử tri ý kiến hỗ trợ quy hoạch xây dựng nghĩa địa cho bản Nậm Xẻ. Có phương án bố trí nguồn kinh phí để tu sửa một số đoạn trên tuyến đường giao thông đi vào bản hiện nay bị hư hỏng, xuống cấp. Đối với bản Nậm Ô, xã Nậm Ban, cử tri mong muốn các cơ quan, cấp trên có thêm các chính sách để hỗ trợ con em, đồng bào dân tộc Mảng trong học tập cũng như việc làm sau khi đi học chuyên nghiệp. Sớm đầu tư hệ thống đường nước sạch cho bản, quan tâm giải quyết dứt điểm việc có tranh chấp khu vực đất sản xuất giữa người dân bản Nậm Ô và người dân ở bản Nậm Xẻ, xã Trung Trải. Sau khi tiếp nhận các ý kiến kiến nghị, phản ánh của cử tri, đồng chí Vũ Tiến Hóa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và các đơn vị có liên quan đã tiếp thu, giải trình, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm trong phạm vi thuộc thẩm quyền. Bên cạnh đó, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện cũng đã tiếp thu, giải đáp một số ý kiến kiến nghị của cử tri. Đối với các ý kiến kiến nghị khác, các đại biểu cũng đã ghi nhận, tổng hợp và sẽ chuyển đến các phòng ban chuyên môn của huyện xem xét giải quyết và trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất.